Thưa quý vị, chưa bao giờ câu chuyện xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị lớn hay cụ thể là tại thành phố Cần Thơ lại nóng như những ngày gần đây. Khi mà nhà máy đốt rác phát điện thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường EB giảm tiếp nhận rác phục vụ cho việc đại tu, bảo dưỡng theo định kỳ là 5 năm. Và việc này đã khiến cho thành phố Cần Thơ phải đối diện với nguy cơ ùn ứ khoảng 7.000 tấn rác. Và trên thực tế, rác thải sinh hoạt bị ùn ứ trên nhiều tuyến đường, trong các con hẻm trên địa bàn, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong cư dân. Và câu chuyện trên đặt ra cho các thành phố lớn, đô thị lớn ở Việt Nam bài học gì trong việc quản lý rác thải? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi bàn luận trong tiểu mục chuyện tối nay. Cùng với khách mời xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường và xin cảm ơn tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với câu chuyện ở thành phố Cần Thơ cũng như là những vấn đề liên quan đến vấn đề ùn ứ rác thải ở tại các thành phố lớn thì xin mời tiến sĩ Tùng cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip tổng hợp nhanh sau đây của chúng tôi. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện tổng lượng rác thải hàng ngày của địa phương khoảng 700 tấn. Con số này vượt quá khả năng xử lý rác thải của địa phương khoảng 70 tấn một ngày đêm. Chưa kể đến khoảng 800.000 tấn tồn động tại các bãi rác của thành phố nhiều năm qua hiện vẫn chưa được xử lý. Hiện Cần Thơ có hai cơ sở xử lý rác thải đó là lò đốt rác ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ và nhà máy đốt rác phát điện ở huyện Thới Lai, xử lý khoảng 650 tấn rác thải sinh hoạt một ngày. Trong đó, nhà máy đốt rác phát điện ở huyện Thới Lai vốn tiếp nhận 590 tấn một ngày, nay để phục vụ đại tu, bảo dưỡng, giảm xuống chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn rác thải một ngày. Việc này dẫn đến lượng rác dôi dư ở thành phố Cần Thơ đạt đến con số khoảng 200 tấn một ngày. Và hệ lụy của tình trạng rác thải ủ ứ, chất đống gây ô nhiễm môi trường ở nhiều khu vực nội ô thành phố Cần Thơ, thành phố sầm uất và phát triển nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. vâng à, cùng quay trở lại với nội dung à, và phân tích của tiến sĩ hoàng dương tùng à, thưa ông thì vừa rồi thì ông đã nhìn những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tại thành phố cần thơ à, và những cái con số mà chúng tôi tổng hợp được thì cho thấy thành phố cần thơ đang đang rất là loay hoay trước cái vấn đề và những cái bài toán liên quan đến xử lý rác thải à, xin ông cho thêm ý kiến về điều này ạ thưa ông vâng à, chúng ta thấy cái cảnh mà rác nó ủ nứ trong mấy ngày qua ở thành phố cần thơ đấy là một cái thực sự là một cái điều báo đau đáng báo động đối với không chỉ là mới uh, thành phố Cần Thơ mà còn nhiều thành phố khác. Thì qua đây thì chúng ta thấy rằng là thành phố Thành Cơ tức là khá lung túng trong cái à. việc tức là đối uh, với rác thải của mình. Uh, uh, tôi nghĩ rằng là khi mà uh, đưa vào cái nhà máy đốt rác EB uh, vào hoạt động thì chúng ta đã có những cái uh, cam kết, có những cái hợp đồng. Tại vì đấy là một cái nhà máy thì đương nhiên người ta sẽ phải, phải có những cái thời gian hoạt động là bảo trì, bảo hành cũng như tu dư bảo dưỡng. Và theo cái hợp đồng như thế thì người ta sẽ báo trước với lại thành phố. ở đây thì cũng thấy rằng là người ta đã báo trước thành phố rồi. Thậm chí từ trước Tết và họ muốn làm trước Tết. Nhưng sau đó thì thành phố xin lùi lại. Nhưng sau khi lùi lại thì cũng không có cái, những cái phương án giải quyết như thế nào. Nếu mà người ta giảm cái công suất hoặc là tiến tới đây từ mùng 1 tháng 4, người ta còn thậm chí người ta đóng hàn. Như thế thì mình sẽ làm như thế nào đối với cái rác hàng ngày như vậy thì bây giờ là 150 tấn rác hàng ngày nhưng nay mai nữa là 450 500 tấn rác hàng ngày là cái gì chúng ta sẽ đổ đi đâu chúng ta sẽ có các cái bãi dùng các cái bãi rác như thế nào thì rõ ràng đây là chúng ta thấy rằng tất cả các thứ là tập trung vào hai cái hai cái lò đốt một cái lò đốt 100 khoảng 150 tấn và một cái lò đốt của EB và bây giờ EB dừng cái là có vấn đề ngay nghĩa ừ. là tôi thấy là ở đâu ở trong cái công tác vận hành như thế là có vấn đề và rõ ràng là trong những vấn đây thì ngành môi trường đã đặt mục tiêu là chủ động kiểm soát được các vấn đề liên quan đến môi trường cũng như là tăng cường các cái biện pháp phòng ngừa, giám sát và kiểm soát các cái vấn đề, các cái nguy cơ gây ra cái ô nhiễm môi trường. À, thế nhưng thì từ thực tế từ câu chuyện tại Cần Thơ thì chúng ta nhìn rộng ra về các cái thành phố lớn, đô thị lớn thì vấn đề uh, bị động trong cái việc quản lý cũng như là xử lý rác thải uh, đang trở thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng chúng ta cần phải nhìn để ngành môi trường có thể đạt được mục tiêu này chưa ạ? vâng đúng là khi mà chúng ta có những cái phương có những bài toán khác nhau thì chúng ta phải có các phương án khác nhau à. rõ ràng là có rác phải có cái các cái đề phòng sự cố hoặc là đề phòng những cái lúc mà người, phải có phương án những cái lúc mà người ta và giảm cái công suất hoặc là, là thậm chí là dừng trong một thời gian tại vì theo cái hợp đồng thì tôi biết tức là họ cũng phải có những cái thời gian bảo hành bảo trì như thế thì như thế thì chúng ta phải có những cái phương án khác nhau và lúc đấy phải có những cái biện pháp đề phòng Chứ nay mai mà nếu mà như vậy mà tiếp tục lại dỡ đâu có một cái sự cố gì xảy ra cái thì thì không biết là làm như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đấy thì như vậy thì đặt ra một cái vấn đề là chúng ta phải quản lý tức là phải làm thế nào lấy từ các hộ dân trong bên thu gom xong rồi đến khi xử lý mà nếu mà có một vấn đề gì sẽ như thế nào đi đâu thì nó phải có những cái phương án trước chứ không thể bị động như thế này được. Vâng. cái câu chuyện loay hoay giải quyết cái bài toán liên quan đến xử lý rác thải và tránh gây ô nhiễm môi trường thì cũng không phải là điển hình ở thành phố Cần Thơ đâu à, mà chúng ta có nhìn nhận thấy là rất nhiều tỉnh thành phố khác đô thị lớn khác thì cũng gặp phải cái tình trạng tương tự khi rất là bị động trong cái các cái tình huống khó kiểm soát như thế này à, không biết là với à, à, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng thì ông có thể lấy những cái viện chứng như thế nào thưa ông ờ, tôi nghĩ rằng là cái thí dụ về rác thì rất là nhiều Vâng. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn như thế, mấy năm nay thì chúng ta liên tục năm nào cũng có cái chuyện đối với rác Nam Sơn đúng không ạ? Vâng. Khi mà người dân người ta người ta không đồng ý về một số cái phương án giải quyết thì người ta lại chặn đường và như thế thì Hà Nội cũng ồn ứ độ rất là nhiều các cái thành phố như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải thấy thế là đấy là những cái chuyện nó xảy ra, đấy là cái chuyện hết sức nó có thể xảy ra chứ không thể không. Thế thì chúng ta sẽ đối đối phó nó như thế nào? Thế thì rất là nhiều những cái bài học Thế tôi nghĩ rằng là ở đây ngoài cái chuyện tức là quản lý rác nào, phân loại rác nào, vận chuyển trung chuyển nào, vân vân tất cả thứ thì chúng ta luôn luôn phải có các cái phương án. Không thể nào là chúng ta lại bị động như thế được, phải chúng ta phải hết sức chủ động. À, vâng, thưa tiến sĩ Tùng là thủ đô Hà Nội cũng là một đô thị đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng xử lý rác thải. À, tuy nhiên thì nhà máy điện rác Sóc Sơn đã đi hoạt động vận hành 3 lò đốt và hai tổ máy. Đây là một tín hiệu rất là tích cực cho cái bức tranh quản lý rác thải tại thủ đô. À, uh, tuy nhiên thì liệu chúng ta có nên lạc quan quá hay không khi mà năng lực xử lý rác thải tại đây để thiết kế là hơn uh, 70% lượng uh, rác thải thải ra của toàn thành phố thưa Vâng, uh, rõ ràng là chúng ta uh, cũng có thể có thể là uh, cũng bây giờ thì có thể lạc quan được. Vâng uh, nghĩa là 70% tức là 4.000 tấn. Mà Hà Nội thì chúng như chúng ta biết tức là khoảng là 7.000 hơn 7.000 tấn một năm hiện nay. 4.000 tấn nhưng mà không chỉ có Sóc Sơn mà còn có Xuân Sơn rồi có hiện nay tôi cũng biết là nhà máy ở Xuân Sơn khoảng 1.500 tấn cũng sẽ sắp tới rồi các nhà máy khác nữa tuy nhiên thì chúng ta tôi thấy rằng là về cái chuyện là lượng rác xử lý có thể xử lý thì chúng ta có thể tạm yên tâm thế nhưng mà cái vấn đề ở đây lại là quản lý lại các vấn đề khác nữa đấy là cái vấn, các cái vấn đề ví dụ như là nếu có cái trục trực gì đó xảy ra hoặc là nếu mà ví dụ như là người ta lại cũng lại cần phải có rõ ràng đến một nhà máy thì họ cũng cần phải có, 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 các cái thời gian để họ duy tu bảo trì người ta giảm công suất hoặc là thậm chí ngừng hẳn thế thì cái dưỡng rác đi đâu đấy là một cái bài học rất lớn của cần thơ mà cho cho đã cho chúng ta à, tất cả các cái phương án thì đều phải nên có những cái phương án dự phòng trong những trường hợp một nhà máy đấy nó bị sự cố chẳng hạn như thế thì thế nào nhà máy đấy mà người ta dừng người ta giảm công suất thì như thế nào thì hiện nay thì song song với đó thì vẫn còn một số các cái bãi rác ví dụ như bãi rác sơn sơn bãi rác nam sơn vẫn còn như vậy thì tôi nghĩ rằng là ở đây thì chúng ta nên đặt ra một cái vấn đề tổng thể tức là vừa à, đốt rác thu hồi năng lượng thế nhưng mà vẫn phải duy trì một cái lượng cái bãi rác hợp vệ tôi nói hợp vệ sinh nhất định để để đề phòng tất cả những cái vấn đề khác hoặc là chúng ta phải bàn bạc thống nhất ở trong một cái liên kết vùng để trong nhớ trong cái chuyện gì xảy ra thì đấy thì mà sẽ mang rác đi đâu nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là trong hết tất cả các cái vấn đề đấy thì chúng ta vẫn phải là vẫn là phải thực hiện bây giờ là gì phân loại rác đúng không ạ phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu rác thế rồi chúng ta phải tổ chức rác theo một cái tinh thần mới của luật bảo vệ môi trường chứ không thể nào như cái tinh thần cũ được Vâng, vậy thì một cái đô thị mà quản lý rác thải tốt ấy, thì cần phải làm được những điều gì và cái kinh nghiệm thực tế nào ở trên thế giới mà chúng Việt Nam chúng ta có thể áp dụng được để mà quản lý được tốt những mô hình hành? này? Tôi nghĩ rằng là kinh nghiệm thì có có rất nhiều. Ờ, ấy, ví dụ như là ở ngay những về các nước châu một số nước châu Âu và ngay sau một số thành phố ở, ở Trung Quốc rồi ở Thái Lan vân vân, Singapore rất là nhiều. Thế thì họ đấy là gì họ họ sẽ là bắt đầu từ cái việc là phân loại rác tại nguồn đúng không ạ? Thế xong rồi họ sẽ làm thế nào để giảm thiểu rác? Thế xong đó họ phân loại và tăng cường tái chế, tái sử dụng uh, các cái các cái loại rác tái chế và như vậy thì rồi người ta cũng có kết hợp giữa cái việc đốt rác rồi những cái việc là với các cái bãi rác thế rồi tăng cường cái trách nhiệm của người dân người dân bây giờ không thể nào mà cứ như cũ được không thể nào xả rác bao nhiêu thì xả và không không tốn tiền như bây giờ phải có cái trách nhiệm đúng không phải tội đóng tiền và như vậy thì nó cứ dần dần nó sẽ giảm giác và tăng cường cái 3R và dần dần gọi là chúng ta hay nói đến kinh tế tuần hoàn rồi rác là tài nguyên nó là cái chỗ đấy nó khả là một cái chuỗi chứ không thể nào là chỉ ngắt ngọn được chúng ta không chỉ là chỉ cái vấn đề là xử có mỗi cái nghĩ là có có cái bài rác bài rác xử lý rác đốt rác là xong bây giờ thì thậm chí có nhiều người còn nghĩ rằng là, à có đốt rác thì việc gì phải phân loại tôi nghĩ đấy là những cái ý, ý, ý nghĩ rất là sai lầm mà chúng ta phải đấy là đi từ phân loại rác Vâng, vừa rồi thì uh, tiến sĩ uh, hoàng duy tùng cũng đề cập đến một số cái quốc gia vậy thì có gần nhất với chúng ta có thể uh, áp dụng được những cái mô hình mà quản lý rác tốt thì chúng ta nên có cái hệ quy chiếu như nào mà gần nhất với chúng ta của cả nước nào quốc gia nào vâng ví dụ như tôi đã tham gia tôi có tham khảo thì có thấy rằng là ví dụ như singapore rồi thái lan nhưng mà gần đây thì chúng tôi cũng thấy là một cái thành phố thượng hải 20 triệu dân nhưng người ta tổ chức rất là tốt thế thế thì bà tôi cũng thấy rất là nhiều những bài học kinh nghiệm và cụ bài học kinh nghiệm ở đây là gì hãy cụ thể hãy có các cái phương án khác nhau đúng không hãy cụ thể phải tính toán cụ thể đối với từng khu dân cư là như thế nào thế rồi các xử lý như thế nào tại bây giờ chúng ta cứ hình dung là xử lý xong các phân loại như thế thì cũng lấy là cái đơn vị thu gom là như thế nào xử lý như thế nào chẳng nhẽ lại như cũ thì hoàn toàn tất cả những đấy có rất nhiều những cái bài học ở Singapore có lâu rồi và thượng Hải gần đây 20 triệu người mà người ta cũng tổ chức được thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bài học tại vì cái cách sống, cách sinh hoạt của các đấy nó gần gần như chúng ta thì nhà hoàn toàn là chúng ta có thể học tập được. Vâng xin cảm ơn những chia sẻ và những cái trao đổi rất thẳng thắn của à, tiến sĩ Đùng và cảm ơn ông đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình chào buổi tối. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.